Selena Gomez dừ chat khi làm host chủ trì bị Jennifer Lopez hơn 23 tuổi chặt đẹp. Mới đây, đêm diễn Fast Life Concert to Reunite the World đã được phát trực tiếp nhằm kêu gọi chính phủ các nước phân phối công bằng vaccine COVID-19 trên toàn thế giới. Với vai trò là host của chương trình, Selena Gomez đã chủ trì và dẫn dắt toàn bộ đêm diễn quy mô được tổ chức tại sân vận động SoFi Los Angeles. Dù gánh trên vai trọng trách to lớn, Selena lại lên sân khấu với ngoại hình không được chăm chút, khiến hàng triệu người theo dõi concert này thất vọng ê chề. Nữ ca sĩ bị người xem chê nhìn già chát, ăn mặc thiếu trang trọng và xuề xòa. Netizen cũng phải bất lực khi nhìn chủ nhà lên sân khấu với kiểu tóc buộc hờ, chiếc váy đen dài đến gót chân gym body thậm tệ. Thậm chí khán giả nhận xét nữ ca sĩ Jennifer Lopez hơn Selena tận 23 tuổi, nhìn còn sang chảnh bốc lửa hơn người chủ trì được hoàng tử Harry chọn mặt gửi vàng. Là ca sĩ gắn liền với hình tượng nhẹ nhàng nữ tính, Selena Gomez luôn trung thành với mái tóc tối màu, cách trang điểm tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi chia tay tình cũ Justin Bieber, cô dần lột xác và trưởng thành hơn cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Do đã quá quen với hình ảnh cô công chúa Disney ngày nào nên khán giả không khỏi bất ngờ khi chứng kiến sự thay đổi của Selena. Mới đây, nữ ca sĩ đã đánh úp người hâm mộ bằng mái tóc bạch kim mới nổi bần bật. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, đây mới là lần thứ hai nữ ca sĩ nhuộm tóc màu sáng như vậy. Mái tóc bạch kim của Selena đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Dù chỉ đánh úp bằng một bức ảnh, nhưng Selena vẫn gây sốt mạng xã hội vì đây là lần hiếm hoi cô nàng nhuộm tóc màu sáng rực rỡ thế này. Netizen không khỏi tò mò được nhìn thấy tận mắt mái tóc mới của Selena. Đến ngày 25 tháng 4, nữ ca sĩ đã lần đầu xuất hiện công khai với phong cách thay đổi 180 độ so với trước đây. Cùng với màu tóc mới nổi bật, Selena diện chiếc váy bó sát làm nổi bật làn da trắng và body quyến rũ, những đường cong sexy hút hồn. Vốn trung thành với phong cách nữ tính khi ở ngoài đời, style trưởng thành gợi cảm của Selena khiến nhiều khán giả không nhận ra cô công chúa Disney ngày nào. Không ít fan còn cho rằng nữ ca sĩ sẽ chơi lớn trước khi bước sang tuổi 30 nên mới có một màn lột xác xuất sắc thế này. Được biết, đội ngũ làm tóc của Selena đã mất đến 8 giờ đồng hồ để hoàn thành mái tóc này. 4 năm trước, mái tóc vàng của nữ ca sĩ cũng đã gây sốt và trở thành xu hướng trong thời gian dài.